Đó, bê tông dán giấy đẹp. Trông nó đẹp, mặt giàn nó lấy trở thành đây. Nếu như mà bố ấy lên xuống này trông cái bóng của con sẽ giống như đang chạy. Bạn Hà Anh ở đây không? Ở trong phòng này? Vâng. Con đi về rồi. Đi trước con đi về. Nhà bạn đi. Nhà là xây to, hình là nặng nhà anh chết. Tuân tiền điều hòa. Là đi ra đâu? Dạ đi ra lối ở kia không biết mà. Cánh đồng. Lối nhà bạn này. Ừ. Nên là không mỗi nhà nhường 50 phân xe ô tô vào nhé. Lối này chắc sau này cho mở rộng ra quá nhỉ? Không biết. Hay mở rộng ra cho đi chứ lối để chứ. Của nào thì mở rộng được. Khi bán à rồi thì người ta không cho, đúng không? Lúa. Hồi xưa con đi ở đây con lai bạn để đi ra học hết con bị ngã cái pẹt. Còn 10 hectare thế. Ơ con chó này à? Đi đến đây cái nó chạy đi luôn đi vui nhỉ.